Thưa quý vị, sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế hay còn gọi là Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Theo đó, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đưa ra xét xử vắng mặt. Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009 với tổng vốn đầu tư là 238 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn và chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp. Công ty AIC tham gia dự thầu và trúng toàn bộ 6 gói thầu. Trong đó, công ty AIC đứng tên trúng 4 gói thầu. Công ty MOFA là công ty trong hệ sinh thái của AIC đứng tên trúng 2 gói thầu. Để công ty AIC trúng thầu, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn với vai trò chủ mưu, đứng đầu, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ 3 bà Nhàn bị xử lý hình sự trong khi đang trốn truy nã. Cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên mức phạt 30 năm tù. Ở vụ án thứ 2 đang điều tra, bà Nhàn cũng bị cáo buộc vi phạm đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của đồn biên phòng Đoàn Xá, Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng tổ chức cứu nạn thành công 2 thuyền viên tàu vận tải TB1421 bị nạn ngoài cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Trước đó vào khoảng 6 giờ 40 phút, tàu vận tải của anh Vũ Văn Doãn ở tỉnh Thái Bình chở hơn 1.000 tấn xỉ than đang hành trình từ Quảng Ninh về Hà Nam đến khu vực cửa sông Văn Úc thì bị hỏng máy, sóng đánh trôi giạt vào hồ đông, nước tràn vào khoang máy và khoang hàng làm chìm tàu. Nhận được tin báo, đội biên phòng Đoàn Xá thông báo cho các lực lượng có liên quan các tàu đang hoạt động tại khu vực cửa sông Văn Úc để phối hợp tổ chức cứu nạn, đồng thời điều động một xuồng máy tổ chức tìm kiếm cứu hộ. Đến 7 giờ 50 phút ngày 22 tháng 10, tổ cứu nạn đồn biên phòng Đoàn Xá tiếp cận được phương tiện. Lúc này, phương tiện đã bị đắm, chỉ còn nổi 1/2 phần cabin tàu trên mặt nước. Một thuyền viên bị va đập vào thành phương tiện, bị chảy xước, chảy máu ở chân trái. Ngay sau đó, đồn biên phòng Đoàn Xá đã nhanh chóng đưa 2 trên 3 thuyền viên trên tàu TB1421 về đồn biên phòng đảm bảo an toàn. Trước đó, một thuyền viên đã được một tàu vận tải đang hoạt động gần đó cứu nạn thành công và đưa về Thái Bình an toàn. Thưa quý vị, Cục Đường bộ vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay. Thời gian kiểm tra trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Đoàn kiểm tra do ông Đặng Văn Ngạn, Phó trưởng phòng pháp chế thanh tra Cục Đường bộ làm trưởng đoàn. Nội dung kiểm tra của đoàn gồm việc triển khai của địa phương đối với xử lý xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn, công tác cấp phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, danh mục mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt, danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh. Cục Đường bộ cũng sẽ kiểm tra vị trí các điểm dừng đón trả khách cho vận tải hành khách trên tuyến cố định trên mạng lưới đường bộ thuộc địa bàn địa phương. Việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn địa phương. Đặc biệt, đoàn sẽ kiểm tra việc địa phương thực hiện công tác quản lý, theo dõi, sử dụng và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu truyền về từ thiết bị giám sát hành trình và dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên ô tô. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, gồm Hoàng Đình Nam, trú tại tỉnh Đắk Lắk, và Hoàng Văn Vũ, trú tại thành phố Hải Phòng. Tại cơ quan công an, Hoàng Đình Nam khai nhận mua các khẩu súng bắn đạn bi trên mạng xã hội với giá từ 5 đến 7 triệu đồng một khẩu, rồi về chế tạo bán lại với giá từ 8 đến 9 triệu đồng một khẩu. Do trước đây Nam làm nghề cơ khí nên biết cách chế tạo, Nam giao bán trên mạng xã hội, chuyển súng cho khách qua các dịch vụ gửi hàng tiết kiệm và xe khách. Với thủ đoạn đó, từ đầu năm 2023 cho đến nay, Nam đã chế tạo mua bán 13 khẩu súng các loại, trong đó có 9 khẩu súng quân dụng gồm 2 súng AK, 1 K54, 6 khẩu súng dạng Ruro ổ quay đã được độ chế bắn đạn nổ có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và gần 820 viên đạn các loại. Đối với Hoàng Văn Vũ, do cần tiền tiêu xài nên đã mua 2 khẩu súng của Nam để về bán lại kiếm lời. Thưa quý vị, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn những ngày vừa qua đã làm nhiều khu vực dọc sông Hương, sông Bạch Yến, đoạn các địa bàn thành phố Huế, sông Bồ, qua các huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân ven sông lo sợ khi nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở từng ngày, ăn sát nhà dân. Gia đình ông Nguyễn Cửu Tổng,
Ở tổ dân phố Long Hồ Hạ 2, phường Hương Hồ, thành phố Huế, gần cả đời sinh sống trên mảnh đất cha ông để lại. Đến nay ông mới thấy cảnh tượng sạt lở đất diễn ra nghiêm trọng như thế này. Đợt mưa lớn vừa rồi, bờ sông chỉ sạt lở vài mét, sau đó kéo dài gần 50 mét, có chỗ ăn sâu vào bờ 20 mét. Sạt lở ăn sâu vào vườn nhà ông, làm nhiều cây ăn quả trôi theo dòng nước lũ. Gia đình ông Nguyễn Cửu Tổng và người dân trong xóm đã dùng cọc tre, đất đá, gia cố tạm chống sạt lở. Sạt lở đi chúng gia đình là lo lắng lắm, không biết là cái gia mình là trục xuống khi mua nữa, cho nên là đêm ngủ xuống này. Những trận bão lụt mưa lớn xảy ra liên tiếp, bờ sông Hương sạt lở nghiêm trọng hơn. Mỗi đợt mưa lũ, bà con cứ thấp thỏm bởi bờ sông đã lấn sát vào nhà. Do cái bậc nước, cái bậc đất với cái bậc nước là quá cao hầm, sâu dưới lòng đất, cho nên hàng năm vẫn sạt lở. Cho nên dân chúng tôi mong muốn là chính quyền địa phương và cấp trên làm răng cho là làm một cái kè để dân là gọi yên ổn cái đời sống của dân dân. Sau đợt mưa lũ vừa qua đã xuất hiện 8 điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn phường Hương Hồ, thành phố Huế. Khu vực sạt lở trải dài từ tổ dân phố Long Hồ Thượng 2 đến tổ dân phố Long Hồ Hạ 2. Nhiều con đường trong xóm chạy dọc bị sụt lún, đất trượt lở ra phía dòng chảy của sông Hương, sông Bạch Yến. Địa phương đã cử lực lượng đến các điểm sạt lở dựng biển căng dây cảnh báo nguy hiểm, đồng thời kiến nghị thành phố Huế sớm có giải pháp làm bờ kè ở vùng sạt lở. Chính quyền địa phương cũng về trực tiếp với các hộ gia đình làm biên bản rồi cảnh báo đối với các hộ nếu có mưa lớn sạt lở mà ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà thì kịp thời báo cáo với chính quyền để lực lượng xung kích cùng với chính quyền địa phương là kịp thời đến di dời. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hơn 40 điểm sạt lở ven sông với tổng chiều dài gần 21 km. Sau mưa lũ, tỉnh này đã chỉ đạo các địa phương rà soát các điểm sạt lở để xử lý nhanh các điểm nguy cơ cao ảnh hưởng đến khu dân cư, cơ sở hạ tầng, đồng thời tổ chức cấm tiêu vè, biển cảnh báo, hạn chế người dân đi lại khu vực nguy hiểm. Các điểm sạt lở nguy cơ cao thì tỉnh đã chỉ đạo các địa phương cũng như là các đơn vị lập các dự án. Tuy nhiên hiện nay thì căn cứ vào nguồn lực cũng như là nguồn vốn bố trí hàng năm để xử lý bước đầu các cái điểm mở khẩn cấp để mà bảo vệ người dân cũng như là các cơ sở hạ tầng. Rồi trong thời gian đến thì tiếp tục xử lý các cái điểm sạt lở ảnh hưởng đến người dân cũng như là các khu vực hạ tầng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hà Nội có rất nhiều chung cư mini và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ với mật độ người ở rất cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Chính vì vậy, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, kiểm tra, hướng dẫn khách hàng về sử dụng điện an toàn và phòng chống cháy nổ, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm, ngừng, giảm mức cấp điện đối với các trường hợp sử dụng điện không an toàn hoặc sử dụng điện sai mục đích. Chung cư mini này có 58 căn hộ, số lượng người sinh sống khá lớn, chủ yếu là các hộ gia đình trẻ. Đại diện ban quản lý cho biết, từ khi thiết kế xây dựng đã chú trọng và đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Còn đây là buổi hướng dẫn sử dụng điện an toàn của công ty điện lực Nam Từ Liêm. Chủ căn chung cư mini và các hộ dân được các cán bộ ngành điện khuyến cáo những quy định về an toàn trong phòng cháy chữa cháy, đồng thời chỉ dẫn, hướng dẫn bước đầu khống chế ngọn lửa, tránh lan rộng nếu xảy ra chập điện. À, bên ngành điện và chính quyền địa phương, tổ dân phố thì cũng thường xuyên đến nhắc nhở tuyên truyền cũng như là hướng dẫn sử dụng các cái biện pháp sử dụng điện là tiết kiệm an toàn. Còn về phía các cái dây song tơ và thuộc cái phần tài sản khách hàng thì công ty Nam Yên được phát hiện những dây mà cũ nát không đủ tiết diện thì cũng sẽ rất là kiên quyết là yêu cầu các hộ dân phải có giải pháp, đưa ra các giải pháp giúp hộ dân để thực hiện việc thay thế. Còn nếu hộ dân không thay thế thì công ty sẽ buộc phải tạm dừng cấp điện đến khi hộ dân thực hiện xong. Hà Nội có rất nhiều chung cư mini và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ với mật độ người ở rất cao. Nhiều người ăn, ngủ, sinh hoạt trong một không gian hẹp, chứa nhiều vật dụng gia đình dễ bắt cháy. Đồng thời, việc sử dụng điện, lắp đặt đấu nối kỹ thuật không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Sau khi mà được tuyên truyền, nắm được những cái cách thức để mà phòng điện sử dụng điện nó an toàn thì bên tôi cũng là phổ biến cho toàn bộ cư dân tòa nhà. Hàng ngày tức là thành lập nhóm thông báo trên Zalo cho các bạn nắm được những cái
cách sử dụng điện an toàn. Gần đây, EVN Hà Nội đã phối hợp kiểm tra với đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố, kiểm tra hơn 20.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ và gần 830 cơ sở là các nhà chung cư mini trên địa bàn thủ đô. Trong quá trình kiểm tra sẽ kiên quyết xử lý vi phạm, ngừng, giảm mức cấp điện đối với các trường hợp sử dụng điện không an toàn hoặc sử dụng điện sai mục đích. Chúng tôi cũng đã phát hiện ra và lập biên bản 144 trường hợp đã vi phạm an toàn sử dụng điện. Và hiện nay thì khách hàng đã xử lý được 10 trường hợp, còn đang tiếp tục xử lý các cái điều kiện mất an toàn trong sử dụng điện. Thì trong cái quá trình mà kiểm tra thì chúng tôi cũng hướng dẫn khách hàng cái cách kiểm tra và cũng hướng dẫn khách hàng là tuân thủ các cái quy định hiện hành. Bên cạnh những nỗ lực của ngành điện, các lực lượng chức năng thì người dân cần nâng cao kiến thức, kỹ năng để chủ động ngăn ngừa các tai nạn, sự cố cháy nổ do việc sử dụng điện gây ra, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân cũng như góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566. Địa chỉ email đường dây nóng @vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.